loạt cầu thủ và sao Việt đồng loạt gửi lời chia buồn đến Bùi Tiến Dũng. Mới đây, nhiều đồng nghiệp và cả sao Việt đã để lại lời chia buồn với Bùi Tiến Dũng khi một người thân trong gia đình anh qua đời. Cầu thủ Bùi Tiến Dũng mới đây đã thay đổi ảnh đại diện trên trang cá nhân thành ảnh hoa sen trắng. Đây vẫn được xem là một cách thông báo gia đình có tăng sự. Bùi Tiến Dũng cũng chia sẻ trên phần cấp rằng anh trai của nam cầu thủ đã qua đời. Anh đã cố gắng hết sức rồi, thương anh nhiều, anh trai của em. Trước nỗi mất mát của Bùi Tiến Dũng và gia đình, nhiều cầu thủ khác như Trọng Hoàng, Xuân Mạnh, Hạ Đức Chinh, Phạm Đức Huy, Hoàng Đức và sau việc như diễn viên Tiến Luật cũng đã để lại bình luận gửi lời chia buồn đến nam cầu thủ. Cùng với Mai Tiến Dũng, bà xã của anh là Khánh Linh cùng đội ảnh đại diện tương tự và đăng caption nhắn gửi mong anh trai yên nghỉ. Đời người vô thường, mong anh yên nghỉ nơi thế giới bên kia, sang kiếp sau vẫn là bác của CC anh nhé. Được biết Bùi Tiến Dũng là con trai út trong một gia đình có bốn anh em trai ngôi sao sinh năm 1995, đang chơi ở vị trí trung vệ của câu lạc bộ Việt theo và đội tuyển Việt Nam. Trong bốn anh em, anh Khởi người mất là con trai thứ hai trong nhà. Anh không may gặp tai nạn trong lúc đi làm và dù đã được chạy chữa nhưng không qua khỏi. Sau khi anh trai trung vệ Bùi Tiến Dũng qua đời, phóng viên dân Việt đã liên hệ với anh trai thứ ba của Bùi Tiến Dũng là Bùi Chí Công để hỏi thăm tình hình gia đình. Chia sẻ với báo dân Việt anh Công, con trai thứ ba trong gia đình cho biết, Nhà tôi có bốn anh em, anh cả là Bùi Anh Đồng, anh Bùi Mạnh Khởi người mất là anh thứ hai, tôi Bùi Chí Công là con thứ ba, còn Bùi Tiến Dũng là em út. Anh Khởi trong lúc đi làm về không may gặp tai nạn, gia đình tôi đã chuyển anh đến bệnh viện ngay, hết lòng cứu chữa nhưng anh không qua khỏi ở độ tuổi 39. Trước tin buồn của gia đình Bùi Tiến Dũng, nhiều người hâm mộ cũng đã liên tục gửi lời chia buồn, động viên anh và người thân trong nhà mạnh mẽ đi vượt qua sự cố lần này.